Miami Beach, Florida. Vẫn xin kính chào các bạn thân mến đang đến xem kênh Your Real Estate USA. Your Real Estate USA chia sẻ những kinh nghiệm bất động sản và kinh nghiệm môi giới bất động sản. Ngọc Ánh là người làm môi giới bất động sản tại Florida đã gần 30 năm. Hôm nay, Ngọc Ánh muốn góp ý với các bạn một vài chi tiết về việc đầu tư bất động sản. Trong những cái video vừa qua, Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn biết là cái nghề bất động sản và nghề đầu và đầu tư bất động sản là con đường để có thể trở thành triệu phú. Bất động sản là một sản phẩm độc nhất mà ngân hàng có thể cho mượn cho bạn mượn nhiều rất là nhiều tiền để mua bất động sản, đầu tư, mua đi bán lại hoặc là đầu tư rồi giữ lại. Ngọc Ánh mua một dãy nhà trọ 20 căn gần biển cách đây 25 năm. Mua không có tiền đặt cọc. Mua giá 400.000 đô. Sau 25 năm nợ đã trả hết. Mà Ngọc Ánh vừa bán cái dãy đó 2.500.000 Mỹ Kim. Tất cả những cái gì mà Ngọc Ánh đầu tư từ 20-25 năm trở lên vừa rồi đều lên giá rất là cao. Ngọc Ánh bán bớt một cái để chuẩn bị nếu thị trường kinh doanh tại Mỹ hơi suy sụp, có thể suy sụp như nhiều người đang lo sợ, thì Ngọc Ánh có tiền mặt để chống đỡ những chi phí của những bất động sản mà Ngọc Ánh đang là sở hữu. Tại sao vậy bạn? Khi mà thị trường kinh doanh Mỹ nếu suy yếu thì người mướn nhà sẽ ít đi, tại vì có nhiều người không đủ tiền mướn nhà nữa thì họ phải về nhà cha mẹ họ ở, họ thất nghiệp thì họ xoay trở nhiều cách, có khi là ở nhà anh em chị em hay là ở chung nhà cha mẹ để qua khỏi cái cơn đó. Thường thường là ở Mỹ khoảng chừng 8-9 năm thì thị trường nó sẽ suy sụp rồi từ từ nó tiến lên lại. Thì giờ mình sợ vậy thôi nhưng mà cũng chưa chắc ha, cái là quá khứ nó như vậy thì mình giữ tiền mình thủ để nếu chuyện đó xảy ra. Nếu chỗ đó không xảy ra thì mình sẽ đi kiếm những cái chỗ nào những gì rẻ mình mua nữa thì có tiền trong tay, cái gì cũng dễ thôi. Nhưng mà hiện bây giờ thì anh đang ngần ngừ đi mua thêm bất động sản, tại anh sợ xảy ra chuyện đó. Nếu xảy ra chuyện đó mình mua bất động sản bây giờ giá đang cao, mà nếu mà xảy ra chuyện đó thì giá sẽ xuống thấp là mình cũng hơi khó khăn. Bởi vậy là nếu anh mà là các bạn thì anh không vội vàng đầu tư bất động sản, chỉ trừ cái là mua nhà mình ở. Để mua nhà mình ở, mình không ở nhà thì mình phải trả nhà thuê, thì còn nhiều khi tiền thuê nó còn nhiều hơn là tiền mua trả nhà. Nhưng mà nhà nó xuống lên giá thì nó xuống giá, nó cũng không có bao nhiêu. Mình phải cần nhà ở thì mình phải chuẩn bị nó thôi. Anh có làm cái clip mà nếu bị thất nghiệp thì phải sử dụng làm sao để khỏi bị mất nhà. Còn nếu mà đầu tư bất động sản, mình mua cao quá rồi sau này giá nó hạ xuống thì cũng hơi rắc rối. Mình có thể là mình giữ lại, mình không bán, mình tiếp tục mình cho mướn. Nhưng mình phải cho mướn rẻ hơn. Tại vì người mướn nhà đó không có đủ tiền để mà trả hết trọn tiền nhà, thì phải bớt giá. Rồi trong khi đó thì thuế nhà đất, thuế bảo hiểm, tiền bảo hiểm mình cũng phải trả. Rồi tiền mà để mình sửa sang lại chỗ để bảo trì lại cái nhà trọ thì nó cũng nó không có giảm, mà nó còn nó mà mỗi năm nó mỗi lên. Sửa cửa ở Mỹ thì cho mướn là phải có tủ lạnh, có bếp điện, còn khác sang hơn chút là còn phải cho người ta luôn cả máy rửa chén, máy giặt ha, thì là mình phải bảo trì cái đó. Đó là những cái mà hay hư nhất. Thành ra bây giờ trước khi mà bạn đầu tư bất động sản, nếu từ được thì đi lấy cái bằng môi giới bất động sản. Tại trong cái khóa học mà 5 ngày của môi giới bất động sản, nó sẽ dạy cho bạn những chi tiết về luật pháp, về cách ký hợp đồng, về những cách tính toán để mua nhà, đầu tư bất động sản làm sao cho khỏi lỗ. Rồi bạn còn được xem được cái multiple listing service mà chỉ có người môi giới có bằng cấp mới được xem.
thì phải đóng tiền á, là muốn 500 tới sao tới 800 một năm, nhưng mà mình xem được thì giá nhà cho bán trong quá khứ, giá nhà cho bán hiện nay, nhà kêu bán, thì mình có một cái kiến thức về cái bất động sản tại cái vùng đó để mình đi, mình không có đi mua lầm. Thì chỉ là người realtor mới có cái đó. Rồi bạn phải đọc, bạn làm là như Ngọc Anh đọc hết những sách, tới thư viện, tới tiệm bán sách, đọc hết những sách nói về đầu tư bất động sản, càng đọc càng nhiều. Anh nhớ là hồi đó có thư viện đó, ở đây đó, anh ngồi cả sáng tới chiều luôn, sách ăn tới luôn, ngồi luôn để coi hết rồi xong rồi đó, rồi còn đi tới nhà sách. Ở đây nhà sách đó, ở đây có nhiều sách nó để ghế bàn cho mình ngồi luôn, rồi nó bán cà phê cho mình uống luôn, bán bánh cho mình ăn luôn, để người ta ngồi người ta coi từ sáng chị coi hết những một dãy sách gì nói gì bắt đầu từ bất động sản, coi tới coi luôn, nghiên cứu để chi, để mình quen thuộc với cái đó trước khi mà mình bỏ tiền ra mà đi mua. Rồi đó, rồi đầu tiên thì ổng sợ lắm, mà ổng không có dám mua mà nhà đắt tiền. Ổng mua một chung cư bé vậy là 15.000 đô thôi, bỏ ra 2.000 đô, 3.000 đô rồi mượn ngân hàng mua. Thì cái chung cư đầu tiên đó thì mình mua, thì cái chỗ vùng biển đó, nó chưa phát triển, nó cái vùng biển nhỏ mình mua như vậy để mình mướn được người mà ta đi ra biển. Hồi đó là mua có 15.000 đô á bạn, mà nó trên biển, rồi nó cho mướn, mình nhớ cho mướn có 300 đô một tháng thôi, rồi mỗi lấy cái tiền đó trả tiền chi phí. Thì cái năm đầu là mình không có lời đồng nào hết á, tại mình phải trả tiền closing, rồi phải trả tiền mượn nhà băng ha. Xong quá sang năm thứ hai, năm thứ ba mình bắt đầu mình lên giá từ 300 tới 350 tới 400. Khi tới 400 thì bắt đầu mình mới thấy là mình có được 50 đô tiền lời. Rồi từ 400 lên tới 500, 600, bây giờ là cho mướn là 1.200. Tức là bây giờ mà tiền mướn nhà mình, tiền mượn nhà mình trả hết rồi. Thì mới đầu tiên là mình mua cái nhỏ thôi, mua một cái, rồi thấy mướn dễ dàng thì mình mua hai cái. Rồi thấy dễ dàng nên mua ba cái, thì tổng cộng là mình mua chỗ đó là mình mua 12 cái. Hồi đó nó còn rẻ. Bây giờ một cái bây giờ là người ta kêu bán, người ta kêu mình mua, người ta kêu 400.000 đô la. Thì mình chỉ bán một cái thôi để mình có cái tiền mặt trong tay. Còn mấy kia mình không bán, mình tiếp tục cho mướn Airbnb. Mình cho mướn những người mà họ tới đây để họ đi tắm, họ tắm biển. Có người thì ở New York xuống đây là mướn 6 tháng thì họ trả tiền 6 tháng. Có người Canada xuống để trốn tránh cái lạnh á. Còn mùa hè thì mình cho mấy người từ bên châu Âu. Thì là thành ra giá rẻ hơn là đi khách sạn đó. Thì mình bước đầu là vậy. Sau này mình quen thuộc cái cách mà quản trị cái nhà cho mướn, cách điều đình với người cho mướn nhà. Tại cho mướn nhà ở đây là không có dễ á bạn, có luật pháp có hết á, mà thành ra từ từ mình quen, từ khi làm quen rồi cái mình bắt đầu mình mua từng dãy nhà trọ, từng khu phố. Thì bước đầu á là bạn đọc sách đi, đọc hết những sách về đầu tư bất động sản, đọc hết trong YouTube những gì nói về cách đầu tư bất động sản. Cái này là mình nói là bạn có nhà rồi ha, bây giờ bạn có nhà rồi, giờ bạn muốn đầu tư bất động sản thì đọc hết, và nếu được thì đi học khóa làm realtor, học rồi không làm realtor cũng được á, không phải đi làm, chỉ học và lấy cái bằng để mình được cho mình coi cái mạng đó ha. Giờ đáng tiền lắm bạn, cái đó là nó làm cho bạn đổi đời. Bạn sẽ thấy bây giờ mình thấy cái nhà bằng con mắt khác, bạn biết xét giá trị của miếng đất, biết xét giá trị của nhà. Bạn biết những luật pháp và tiểu bang bạn về bất động sản. Bạn ơi, chỉ có bất động sản mới làm cho bạn được tự do tài chánh. Bất động sản càng ngày nó càng lên giá, mình giữ được lâu thì mình bán ra nhiều tiền. Nếu mình giữ mình không muốn làm, mình không muốn làm buôn ba chợ đời của mình, thôi giờ mình đi làm rồi, tháng cái chuyện đó tiền rồi, mình dư sức rồi, mình ở nhà mình muốn đủ rồi nữa, thì giờ để săn sóc con, săn sóc chồng, săn sóc vợ, thì mình mua hai ba cái nhà thôi, mình giữ nó để từ từ cái nhà nó lên giá. Sau này mình về hưu á thì mình bán đi, mình bán, nếu mình mua bây giờ mà mình 40 tuổi, tức là mình về hưu là 25 năm sau, cái nhà đó thì 100.000, tới chết đó nó có thể là 300-400.000. Thì cái định dùng tiền đó để mình về hưu. Người Mỹ ai cũng vậy bạn, người Mỹ bác sĩ, kỹ sư gì đó nó cũng tới, nó kêu mình, nó nhờ mình kiếm giùm cho nó vài cái bất động sản để nó giữ. Còn có khi thì nó hỏng thì giờ họ chăm sóc, mà giờ không mua được phố thì họ mua phố,
hùng nhau mua phố gì đây vậy đó, là nó hùng cho một người nào trong nghề bất động sản, nó hùng hai người hùng, người kia coi, người một người coi thì là trả cái tiền quản trị cho người đó, thì cái dãy phố đó là cũng người đó là một nửa, thành ra người đó nó cũng chăm sóc giống như là chăm sóc của nó thôi. Chứ còn mà nếu mà mình mua phố và mình đưa cho người nào chăm sóc á, mình thường thường cái đó hay thất bại lắm. Mình làm trong nghề bất động sản mình biết bạn, những người ta có những căn nhà xa đó mà ở xa người ta không làm được á, mướn từ 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 cũng lỗ thôi. Tại vì chỉ cái nhà của mình thì mình chăm sóc, mình ở đó mình mới chăm sóc gần đó, ở gần đó. Thành ra nếu mà không ở xa thì nên kiếm làm hùng vô với họ, là họ cũng có cái trách nhiệm trong đó, tại họ cũng có tiền trong đó, rồi mình trả cho họ cái tiền quản trị đó. Thì hôm nay là mình nói các bạn bây giờ khoan đầu tư bất động sản nha, trừ khi nào bạn kiếm được mà rẻ lắm, cơ hội ngàn vàng á, không được chờ một chút, thì bây giờ giá cao quá bà, giờ là thành ra mình cũng ngại, bây giờ mình không có đầu tư cái đó, thì mình chờ chút. Đây, xin chào các bạn, sau mình sẽ nói chuyện lại về vấn đề đầu tư bất động sản. Goodbye, thank you very much.